Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục qua cần câu cho mọi người, xả cần câu nhé. Đây, đầu tiên là cái cần này. Cái cần này thì cần 2 khúc. Cần 2 khúc nha mọi người. Chất liệu là nhựa đặc. Đây, nhựa đặc nha mọi người. Đấy. Các cái khoang thì nó còn đây. Một khoang, hai khoang, ba khoang, ba khoang và một đầu bu thì còn, nhưng mà các cái chỉ cột này thì cái dù cột này thì nó bị bung rồi nha mọi người. Về mọi người cột lại. Đấy. Về người cột lại nhé, đọc này, ok. Con này thì ngoại hình chắc cỡ được 50%, này, bát vặn kim loại này, đấy. Cái này dài 1m65, thu vào 85cm, đọc là 2,2 ly, cân nặng là 210g. Số 1 70.000. Số 1 70.000 nha mọi người. Số 2 tiếp tục một cây tương tự cây lúc nãy một tí. Cũng bằng nhựa đặc nha mọi người. Cũng bằng nhựa đặc. Chất liệu là nhựa đặc nhé. Đấy. Khoang cũng còn. Đấy, nhưng mà cột nó cũng ok nha mọi người. Đấy, khoang còn. Nói chung là cần này còn ok. Đấy, không phải về cột nhựa lại. Đấy, hai khúc nhé. Bát vặn kim loại này. Đấy, hơi rít về mọi người vệ sinh đi nhé. Cần này dài 1m6, thu vào 83cm, độc là 2,7 ly, cân nặng là 180g. Cây này cây số 2. 70.000. Số 2 70.000. Số 3 là một cái cần 3 khúc. Chất liệu là phíp nha mọi người, 3 khúc chất liệu là phíp. Khoang thì kiểu khoang này đều còn ok nha mọi người. Các khoang đều còn ok, đầu bu ok luôn. Đấy, cần 3 khúc nha mọi người. Đây, lọt của nó đây. Đây. Cần này bát nhựa vặn. Bát nhựa này thì cái bát này nó bị bung, nó bị hư rồi. Mọi người về chế cọc cái bát trượt vào đây nhé. Chế cọc cái bát trượt vào đây. Đấy, cần này dài 2m2, thu vào là 80cm, độc là 2,2 ly, cân nặng là 180g. Cái này số 3. Số 3 70.000. Số 3 70.000 nha mọi người. Số 4 tiếp tục là một cái cần phíp. Đây, chất liệu là phíp. Cần 2 khúc nha mọi người. Đấy, bát vặn kim loại này. Đấy, các khoang này, khoang còn ok này. Đấy, mọi người muốn thì về cọc lại mấy cái nhựa này nhé. Cọc lại mấy cái nhựa này, ba khoang và một đầu bu còn ok nhé. Đấy, về cân thì cọc lại mấy cái nhựa này thôi. Đấy. Ok. Cái này dài 1m65, độc là 2,4 ly, thu vào là 86cm, cân nặng là 160g. Cái này cái số 4. Số 4. 90.000 nha mọi người. Số 4 90.000. Số 5 là một cây cần trúc. Trúc ghép nha mọi người. Trúc ghép lục giác. Đây, trúc ghép lục giác. Chất liệu là trúc ghép lục giác. Đây, bát vặn kim loại. Đây, các cái khoang thì còn, nhưng mà cái chỉ này thì chắc là bị bung nha mọi người. Các cái dây nhựa này thì chắc là bị bung rồi. Đây mọi người về cột lại nhé. Về cột lại rồi cho nó đẹp. Đấy. Chỉ bị bung hình như cột bằng sợi dây điện hay sao. Đọc của nó này, đấy, cứng cáp nha. Đọc trúc luôn đấy. Trúc ghép lục giác nha mọi người.
càng này dài 1m7, thu vào là 87cm, đọt là 3,4 ly, cân nặng là 210g. Đây này, cái số 5 80, số 5 80 nha mọi người. Số 6 là một cây cần hai khúc. Này, cần hai khúc tí hâu nha mọi người. Khoan bát còn ok. Đấy. Này, đầu bu này. Đấy. Đọt mảnh nhé, mình không tháo dây su nữa. Đấy, đọt mảnh. Khoan bát còn ok nhé. Đấy. Đấy. Các cái khoan nhỏ đây. Đấy. Bát vặn kim loại này. Cần này dài 1m16, đọt là 0,6 ly, cân nặng là 110g. À, thu vào là 0,6, thu vào 60cm, đọt 0,7 ly nha mọi người. Mình đặt dọc. Cây này cây số 6. Số 6. 50. Số 6 50. Tương tự như vậy, cây số 7. Cây số 7 cũng y chang cây số 6 luôn. Đấy, dài 1m16, thu vào là 60cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 110g nhé. Đấy, khoan bát còn ok nhé. Đồ bu này, đấy. Ok. Cái này số 7. Số 7 50k. Số 7 50.000 nha mọi người. Số 8. Số 8 là một cây cần hai khúc. Đây, cái này là cái chỗ nó gắn máy. Cần hai khúc. Đây, chất liệu cần này máy nằm nha mọi người. Chất liệu là phíp. Các cái khoan bát khoan còn ok. Đây. Khoan đầu bu còn ok nhé. Đấy. Ok. Này, bát của nó đây. Khóa là bằng cái vít này nha. Cần này dài 1m65, thu vào là 89cm, đọt là 1,7 ly, cân nặng 240g. Cây này cây số 8. Số 8 70.000. Số 8 70.000 nha mọi người. Số 9. Chính là một cái cần này. Đây. Cần này là cần Ebisu. Hiệu Ebisu, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 70%. Đấy. Bát FX5. Đấy. Dàn khoan này. Khoan thì có nứt vỡ nhá. Khoan đầu bu này. Đây, đây là gắn khoan ISO trên này, ISO sắt trên này rồi. Đấy. Khoan Fuji. Khoan Fuji nha mọi người. Khoan Fuji. Đấy. Khoan Fuji. Hai cái khoan đây là khoan Fuji. Một giống, hai giống, ba giống, bốn giống nha mọi người. Bốn giống tất cả. Rồi. À. Đấy, mình nói trước là mấy cái khoan nhựa này. Mấy khoan nhựa này có bể này, có nứt, người ta có dán keo này, nứt này. Có dán keo. Hai cái này thì có nứt phía dưới này. Đấy. Ok. Vì mọi người có thay, thay không có thì ưng dán keo thì dán keo lại nhé. Đó, tùy mọi người. Dán keo thì vẫn dùng bình thường thôi. Cái này dài 3m1, thu vào là 90cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 110g. Cái này cây số mấy vậy? Đây là cây số 9. Số 9.
140.000. Số 9 140.000 nha mọi người. Số 10 là một cây cần Daiwa. Đây, cần Daiwa chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 70%. Đây, khoang của nó. Khoang Fuji nha mọi người, khoang Fuji còn đá. Còn đá ok nhá. Hơi bẩn bẩn tí thôi. Đấy. Đọc này. 1 cái ống, 2 3. Có 3 ống tất cả nha mọi người. Đấy. Bắt Fuji FS6 nhá. Fuji FS6. Cần này dài 2 mét, thu vào là 75 cm. Đọc là 1,2 ly. Cân nặng là 110 gram. Cái này cái số 10. Số 10 140.000. Số 10 140.000 nha mọi người. Số 11 là một cái cần tay Olympic chất liệu là phíp. Đây, cần tay Olympic chất liệu là phíp nha mọi người. Này, đọt của nó đây. Ok. 1 cái ống, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ống rồi. Ngoại hình của cây này khoảng cỡ 70%. Cái cần này dài 4,5 m, thu vào là 57 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 210 gram. Cây này cây số 11. 11 100. 11 100.000 nha mọi người. 12. 12 là cây cần này. Chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 75%. Đây, bát vặn nhựa nhé. Đây, bát vặn nhựa nha mọi người. Đấy, hai cái vặn. Bát vặn nhựa nhé. Dàn khoang này. Khoang nhựa này, có nứt này. Về người dán keo thì dán, không có thì thay nhé. Mà thôi thay luôn đi. Cái này mắc đá rồi này. Cái tay này mắc đá rồi này. Đầu bu. Bu đây nha mọi người. Đầu bu Fuji nhé. Đấy, đọc 1 giống, 2 3 3 giống nha mọi người. Cái cần này dài 2,7 m, thu vào là 1,01 m. Đọc là 2,4 ly, cân nặng là 200 g. Nặng 200 g. Cây này cây số 12. 12 đúng không? 12. 120.000. 12 120.000 nha mọi người. 13 là một cây cần tay ống nhỏ này. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 75%. Đọt này. 1 2 3 3 giống thôi nha mọi người. 3 ống thôi. Cần này thì ngắn thôi. Cần này dài 1,8 m, thu vào là 71 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 80 g. Cân nặng 80 g nha mọi người. Số 13. Số 13. 90.000. Số 14 cũng là một cây cần tay, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần là khoảng 70%. Đấy. Cái này đọc thì to to hơn cây nãy tí. Đấy. 1 giống, 2 giống, 3 giống luôn nha mọi người. Đấy. Cần này thì thân nhỏ thôi, cái thân nó nhỏ như thế này thôi. Đấy. Cái cần này dài 2,3 m, thu vào là 1 m
thu vào là 92 cm, đọt là 1,2 ly, cân nặng là 80 g nha mọi người. Cây số 14, cây này 90.000. Mười lăm tiếp tục là một cây cần tay ngắn này, chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Màu hình của cây cần này khoảng 75% trở lên này, nó có bị phía góc này, nó có bị dập chỗ này tí này, nó bị cắn á, cắn đồ nó dập chỗ này xí nhé, không sao nhé. Đây, chỗ góc này thì ít ảnh hưởng gì nha mọi người. Đấy, đọc của nó này, đọc mảnh nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy, cái lóng trong không có sao, chỉ có cái lóng ngoài này để thôi. 10, tất cả 10 lóng nha mọi người, 10 lóng mà cái lóng góc này bị nứt trên này. Đây, bị dập á, dập một tí vào này nhưng mà cắn cái đồ gì vào đây nó xí này. Đấy. À, cái này dài 4,4 m, thu vào là 55 cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng 180 g. Cái này cây số 10 mấy rồi ta? Số 15. 15. Nào, cây này mình bán 100. 15 100 nha mọi người. Tiếp theo số 16 là một cây cần tay khá là to. Chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy. Đọt của nó này. Đấy. Ok. 1 giống, 2 3 4 5 6 7 8 8 giống nha mọi người. Tám ống. Cái cần này dài 7,2 m, thu vào là 1,13 m, đọt là 1,6 ly, cân nặng là 660 g. Cái này cây số 16. 16. 260.000. 260.000 nha mọi người. Tiếp theo số 17. 17 là một cây cần Olympic 3 khúc. Cây cần Olympic 3 khúc nha mọi người. Đầu bu này bằng kim loại hết. Đấy, khoan đầu bu bằng kim loại hết nha mọi người. Đấy. Khoan còn ok. Đấy. Dàn khoan đầu bu còn ok nha mọi người. Đấy. 3 khúc mình luôn. Đấy. Không có ghép lại nữa, mình để như thế nào mình thử cho mọi người thôi. Mọi người coi ngoại hình qua thế thôi. Chất liệu là phíp. Mô hình của cái cần này khoảng cỡ 75%. Đấy. Bát vặn này, bát vặn kim loại này. Đấy. Ok. Cái cần này dài 3,4 m, thu vào là 1,14 m, đọt là 3,3 ly, cân nặng là 560 g. 560 g. Cái này cây số 17. 17. Cái này 260.000. 260.000 nha mọi người. Tiếp theo số 18. 8 là cái cần 3 khúc co lục này. Đấy, chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy, dàn khoan còn ok hết này. Khoan ok hết nhá. Đấy. Vặn này, đấy, càng này càng Olympic nhá. Vặn kim loại này, bát vặn kim loại này. Olympic này. Đấy. Vina. Vinia.
Đấy. Đầu bu. Ok. Đọt khá là to nha mọi người, cần câu lục. Gấp khúc, 3 khúc. Càng này dài 3m6, thu vào là 1m28, đọt là 3 ly, cân nặng là 600g. Cây này cây số 18. Số 18. Cây này 500. Số 18, 500 nha mọi người. Số 19 là cây cần này. Số 19 là cần hiệu gì đây? Hiệu cái gì đây ta? Mình giống đai hoa lắm mà cái chữ mờ rồi nha mọi người. Mình giống đai hoa lắm mà cái chữ bị mờ rồi. Không, chắc liệu là phíp. Chắc liệu là phíp nha mọi người. Chắc liệu là phíp, ngoại hình của nó đây. Đấy. Khoai từng cái khoang cái đầu bu luôn nha mọi người. Đây, đầu bu. Khoang. Đấy. Khoang này có cột lại rồi nha mọi người. Đấy, giờ khoang này có cột lại này, mấy cái khoang này thì còn này. Đấy. Khoang này cột lại này. Đấy. Bát Dulac. Đấy, khoang này có cột lại này. Đấy, hai cái khoang cột lại nha mọi người. Đấy, thay hai cái khoang và một cái khoang thì chắc nó bị bung cái dù nên người ta cột lại đây. Đấy, tất cả là ba cái. Bình thường thôi. Thôi. Cái cần này dài 4m4, thu vào là 1m24, đọt là 3,6 ly, cân nặng là 940g, 4 khúc nha mọi người, cần 4 khúc. Đấy. Cây này cây số 19, 19, cây này 340.000, 19, 340.000 nha mọi người. Là một cái cần đai hoa, cần câu lục đai hoa 3 khúc nhé. Cần câu lục đai hoa 3 khúc này, đầu bu còn ok này. Khoan ok này. Đấy, máy khoan. Khoan cái ok này. Bát Fuji FX7 này. Đấy. Cần câu lục 3 khúc nha mọi người. Câu lục 3 khúc. Cái cần này dài 3m9, thu vào là 1m38, đọt là 3,3 ly, cân nặng là 700g. 700g nhé. Cây này cây số 20. 20. Cây này cũng 550.000. 20, 550.000 nha mọi người. Số 21 là cái cần này. Trước mình có giới thiệu qua cái cần này rồi, giờ mình giới thiệu lại nhé. Cần này như là cần Olympic đi biển này, đánh biển đây, nhưng mà người ta trơn tay để như thế này, trơn tay người ta làm luôn, người ta quấn nhợ luôn nha mọi người. Đấy, cần 4 khúc nhé, Olympic 4 khúc. Đấy, Olympic 4 khúc nha mọi người. Đây. Khoan đầu bu còn ok hết nha mọi người. Đẹp luôn. Đấy. Đây, đây là cái đọt của nó. Uống thử cái đọt cho mọi người xem. Đây. Đầu bu đa hướng nha. Đây. Đọt thứ hai. Kim loại ok nha mọi người, khoan kim loại ok hết. Đấy. Thứ ba. Thứ ba. Đây, người ta cầm tân tay như thế nào người ta quấn luôn dây nhợ lại nhá, quấn dây nhợ lại. Đấy. Ok. Đấy. Quấn nào không biết là hãng quấn hay là
quấn thủ công người quấn đây nè. Đây. Đây, đi biển. Rất là to luôn. Đây, bây giờ mình sẽ cái này để móc và giữ cần với con cá lâu mất này. Cần này dài 5,5 m, thu vào là 1,52 m, đột là 2,9 ly. Cân nặng là 1 kg 460 g. 1 kg 460 g nha mọi người. Đấy. Đây là cây số 21. 21. Đấy. Đây là 700. 21 700 nha mọi người. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình mới ship. Đấy. Và hàng của mình gửi đi thì lúc mọi người nhận hàng, mọi người được phép mở hàng ra kiểm tra hàng, xem hàng cẩn thận nha mọi người, xem là có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là trong quá trình vận chuyển nó bị bể vỡ gãy nứt gì không nha mọi người. Đấy, có gì thì báo cho mình giải quyết ngay lúc đó luôn. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà mọi người cứ không xem hàng rồi nhận bừa xong rồi mới báo mình bị này bị kia, là mình sẽ không giải quyết đâu nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.